Rồi, chào tất cả anh em cùng toàn thể các bác trên toàn quốc nhé. Bên em là Quyết Bắc Giang, chuyên động cơ xe máy. Hôm nay bên em lại trân trọng giới thiệu tất cả anh em các bác mấy cái đầu máy đời cao nhé, 2021-2022. Đấy, lâu lắm bên em về được lô máy đời cao như này. Cái này giá bên em bán cho các bác là 6 triệu 2 bao ship nhé. Anh em có nhu cầu mua được thì bên em ship mọi miền tổ quốc. Và số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em đây là hai số điện thoại trực tiếp mua hàng nhé. Đấy, Quyết Bắc Giang 0364011683. Anh em đăng ký kênh nhé, cho kênh một nút like thì anh em sau anh em mua hàng nó dễ hơn. Thì bên em chuyên dòng máy mới, máy cũ. Những con máy này thì là đảm bảo với các bác luôn là đây nó là sánh tầm với máy mới. Tại vì nó chạy lướt chỉ có 5-700 nghìn cây một con. Con nào cùng lắm nó chạy đến 3-4 nghìn cây thôi. Thì không ngang với lại lổ già trơn, nó đa đâu. Đấy thì em giới thiệu con đầu tiên nhá. Con máy A1 này, con máy A1 6 triệu 2. A1 6 triệu 2, để đây thôi, để đi. A1 6 triệu 2 anh em nhé. Thì con này em cũng chưa vệ sinh đâu, nhưng mà cái lớp sơn nó vẫn còn như 100% luôn. Đấy, con này nó rơi vào tháng 7 2021 thì nó gần 22 rồi. Đấy, con này thì nói về cái độ ấy thì nó là tất cả là máy zin đẹp hết đấy anh em nhé. Máy mới luôn. Mỗi tụi con này em chưa rửa, nó hơi bẩn thôi. Đây anh em vệ sinh lại tí, lau rửa một tí thôi là ok, còn tất cả là hàng zin đét 100%. Đấy. Đầu những con ốc này thì những cái máy mới này thì nó không thể tháo được vì nó không chưa có gì để hỏng cả. Nên là đảm bảo với các bác là gần như là máy mới 100%, nó chỉ chạy lướt thôi. Đấy thì nó theo phụ kiện này, mang cá này, cần đạp, cần số, chế hòa khí này và phun dàn điện nhá. Đấy, phun dàn điện theo xe của nó là dàn điện xịn luôn. Đấy, tất cả là dàn điện xịn hết nhá các bác nhá. Đây. Đấy, phun dàn điện xịn hết nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo con thứ hai, con mã A2 6 triệu 2 này. Đấy. Thì con này thì xem nào, con này đời bao nhiêu đây. Đây. Này. Con này là tháng 4 từ 4 tháng 1 2022 nhá. Đấy. Thì con này bên em cũng giá vẫn vậy thôi. Bán đồng giá hết nhá. Đấy. Các bác mua được chốt được con này thì con này nó rửa cái nó sạch hơn một chút thì trông nó sạch thôi. Chứ còn máy thì nó cũng như nhau hết thôi. Sạch sáng bóng luôn. Đấy, anh em nó ôm được hết lô này thì em sẽ bớt cho mỗi một con 100.000. Đấy thì anh em mua được thì anh em chốt nhá, tại vì những cái vùng cao ấy, chạy em đi lên Sapa và những cái vùng kia là hay lắp vào cái máy blade nhá, anh em mà có con nó blade thì anh em có thể thay. Hoặc là anh em lắp ba gác. Đấy, con này máy mới thì các bác có dùng có 4-5 năm nữa, chưa vấn đề gì cả. Đấy. Cái dầu mỡ tốt mà anh em chạy đúng tải thì nó máy nó rất chỉ bền. Đấy, không có cái gì để hỏng ở con này cả. Đấy. Rồi, đấy phụ kiện thì nó cũng đầy đủ hết như này. Đấy, tôi tiếp theo sẽ giới thiệu con thứ ba. Con thứ ba là con máy A3, giá vẫn vậy thôi. Đấy, con này cũng hơi bẩn nha. Đấy, trông hơi bẩn thôi. Đấy, chứ tất cả là con này đời cao hết nhá. Quay đời. Đây, giới thiệu luôn các bác là con này 4/1/2022. Đấy. Một lô nó sản xuất về những cái đầu máy như này nó cần gần như là mới hết rồi. Không có, đấy thì em giới thiệu sơ qua thôi, chứ còn máy mới thì không có gì để nhận xét được nữa cả. Đấy, máy nó cực kỳ ngon, cực kỳ nó mới hết. Con này nó mã A3 nha các bác nhá, A3 6 triệu 2. Trước là A1. Đây, phụ kiện của nó đây, toàn đồ mới hết. Đây. Toàn đồ tháo xe mới cứng luôn anh em nhá. Đấy, tất cả đều ngon hết nha các bác nhá. Đây, lọc gió đây. Đấy. Đủ ngon hết. Con trước là mã A2 nhé. Các bác cứ lấy một trong mũ con này nó bằng tiền nhau hết mà. Đấy, 6 triệu 2 thôi. Đấy, giá hợp lý. Đấy, phụ kiện này, phun phụ kiện nhé. Thật ra nói với các bác để kiếm được một cái lô một máy đời cao như này thì cũng khá là khó. Nên là các bác mua hàng thì con này bây giờ mua mới là nó rơi 18-20 triệu một con nhé. Thì nó phần đọc cái phần máy không thì là bên em bán cái mức giá đấy đây. Con này 25 nó cũng rơi gần như là năm 2022 rồi. Đấy. Đây, đầu máy các bác nhìn này, đấy. Nó không có gì chê cả. Những cái con này thì nó không thể hỏng nổi. Vì cái dầu trong máy thì nó đi đã được vài nghìn cây mới phải thay. Nên là nó đi rất chi là ok. Đấy. Thì các bác mua được thì các bác cứ liên hệ trực tiếp bên em nhá. Con này mã A4 giá 6 triệu 2. Anh em mua lẻ thì anh em lưu ý nhá, cọc trước cho 500. Nhận hàng các bác thanh toán lốt nhá. Đấy, máy thì cái đời cao này sơn sần nó chuẩn như này rồi. Máy đẹp đấy. Em bán đây là máy mới rồi. Nói chuẩn với bác là luôn là máy mới rồi, không có cái gì mà phải là
nó cũ kiếc gì để toàn bộ em sánh với lại ngang với máy mới rồi. Đấy, anh em lưu ý nhá, anh em có mua được thì anh em có kết nối liên hệ trực tiếp số điện thoại bên em nhá. Rồi em có bốn con này thôi thì anh em cứ đăng ký kênh nhá, thì anh em sau xem được con nào thì anh em có thể liên hệ trực tiếp bên em nhá. Rồi chào tất cả anh em.